Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy với bài tập toán lớp 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 7, hình vuông, hình trầu, hình tam giác, hình chữ nhật. Đây, hình vuông. Thầy trong tay thầy có một cái miếng này là hình vuông này, được không? Đây, cái miếng như này là hình vuông này. Chúng ta quay ngược quay xuôi gì nó cũng là hình vuông hết, được không? Quay ngược quay xuôi gì nó cũng là hình vuông hết. Hình vuông này nó có cái đặc tính là bốn cạnh này bằng nhau, một cạnh, hai cạnh, ba cạnh, bốn cạnh là bằng nhau và nó có bốn góc vuông. Rồi tiếp theo hình trầu, đây cái miếng này là hình trầu này, nó quay ngược quay xuôi gì nó cũng là hình trầu hay. Đây ngoài ra thì nó có đồng xu này, cái đồng xu đây là cái đồng tiền 5.000 hồi xưa. Này là sản xuất năm 2003, lâu rồi người ta họ không có dùng nữa. Mới đầu người ta sẽ sử dụng cho những cái máy mà bán hàng tự động đó, chẳng hạn như bán nước tự động đó. Nhưng mà sau đó là bị không có sử dụng được nữa. Rồi tiếp theo là cái hình tam giác. Tam là tam là 3, giác là góc hoặc là cạnh. Đây 1, 2, 3, 3 cạnh, 1 góc, 2 góc, 3 góc. Hình này là tam giác. Tiếp theo là hình chữ nhật. Hình chữ nhật đây, chúng ta quay ngược quay xuôi gì nó cũng là hình chữ nhật hết nha. Cái hình tam giác hồi nãy cũng vậy, để dạy cũng hình tam giác, quay lại quay xuôi gì cũng nó hình tam giác hết. Hình đây là hình chữ nhật. Hình chữ nhật này có là hai cạnh này là hai chiều dài, hai chiều dài bằng nhau, này là hai chiều rộng. Đó, quay ngược quay xuôi gì nó cũng là hình chữ nhật hết. Chúng ta qua bài tiếp số 1, bài 1. Nối hệ mẫu. Chúng ta xem bài mẫu. Đây, cái này nó là cái hình tam giác, tam giác. Rồi cái này, cái tivi này nó là hình cái chữ nhật, ta nối với hình chữ nhật. Đây là cái bảng báo giao thông, cái này nó là cái dạng hình tam giác. Cái viên gạch này nó là cái hình vuông. Cái đồng hồ này thì nó là cái hình tròn. Nó qua bài số 2. Viết số tích hợp của ô trống. Trong hình bay có chấm chấm hình tròn. Bao nhiêu hình tròn đây? Ông mặt trời là 1 này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vậy là 10 hình tròn. Hình tam giác 1 2 3 4 5, 6, 7. 7 hình tam giác. Hình chữ nhật 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái hình này không phải nha. Như vậy là 7 hình chữ nhật. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Tô màu đỏ vào hình tròn. Màu đỏ vào hình tròn. Đây, hình tròn đây. 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 Dưới này cái nữa. Rồi màu vàng vào hình vuông. Màu vàng vào hình vuông. Này hình vuông nè, hình vuông nè. Cái này người ta họ quay đã hình vuông rồi là thì chúng ta quay nghiêng quay quay xéo gì nó cũng là hình vuông hết.
cái này hình vuông nữa, cái này nữa. Rồi tiếp theo màu xanh rồi hình tam giác, màu xanh rồi hình tam giác. Tam giác. Này, tam giác. Rồi tiếp theo màu nâu và hình chữ nhật, màu nâu và hình chữ nhật. Đây là hình chữ nhật. Cái này không phải, cái này không phải. Đây hình này nữa, hình này này nữa. Như vậy là chúng ta xong. Câu B. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Trong các hình ở câu A, màu có số hình được tô nhiều nhất là màu. Như vậy trong này thì chúng ta sẽ có là màu đỏ. Chúng ta đếm coi màu đỏ bao nhiêu đây. 1, 2, 3, 4. Như vậy là màu đỏ chúng ta có là 4. Rồi. 4 là đỏ nè. Rồi tiếp theo, rồi màu vàng. Màu vàng thì chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, cũng 4 luôn. 4 vàng. Rồi màu màu xanh. Màu xanh 1, 2, 3, 4, 5. 5 màu xanh. Rồi màu nâu. Màu nâu 1, 2, 3. 3 nâu. Như vậy là màu nào nhiều nhất? Màu xanh. Màu xanh tương ứng với hình tam giác. Màu có số hình được tô nhiều nhất là màu màu xanh. Màu có số hình được tô ít nhất là màu màu nâu. Màu nâu là hình chữ nhật. À, màu nâu. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào có thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.